Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nhật nâng cấp quan hệ khiến Bắc Kinh lo ngại. Ngày 5 tháng 12, VOA tiếng Việt có bài Việt Nhật nâng cấp quan hệ không phải là điều tốt cho Trung Quốc. VOA cho biết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình thịnh vượng ở châu Á và thế giới đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố hôm 27 tháng 11 nhân chuyến thăm Nhật của người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ của hai nhà lãnh đạo bao trùm một loạt các lĩnh vực từ liên kết kinh tế chặt chẽ hơn, trong đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản, cho đến trật tự quốc tế dựa trên luật lệ để xây dựng một khu vực tự do và cởi mở, bao gồm tự do hàng hải, tự do hàng không và thương mại, không bị cản trở ở Biển Đông. Theo VOA, Thủ tướng Kishida được một tờ báo Nhật dẫn lời, ca ngợi Việt Nam là một đối tác quan trọng để xây dựng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do, và hứa hẹn sẽ cấp cho Việt Nam hình thức viện trợ quân sự mới. Tuy nhiên, chưa rõ hình thức viện trợ này sẽ gồm những gì. Hình ảnh bài trên VOA. Trong khi đó, VOA cho hay, phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản ngày 29 tháng 11, ông Thưởng nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của Tokyo vận động để trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vẫn theo VOA, Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba và là nơi tiếp nhận lao động xuất khẩu Việt Nam hàng đầu. Hiện có đến 520.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, là cộng đồng người nước ngoài đông thứ hai tại Nhật sau cộng đồng người Hoa. Đến nay, Nhật là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất cho Việt Nam. VOA dẫn lời ông Nguyễn Quốc Cường, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật cho rằng trọng tâm của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này là kinh tế chứ không phải là an ninh và không nên đặt mối quan hệ Việt-Nhật trên cơ sở an ninh. VOA cũng dẫn lời giáo sư Alexander Vuving tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương, Daniel K. Inouye, có trụ sở tại Hawaii, lại cho rằng do sự hung hăng của Bắc Kinh đã làm nhiều quốc gia trong khu vực bất an, trong đó có Tokyo và Hà Nội, việc nâng cấp quan hệ này cũng có nội dung quan trọng về an ninh. Việc nâng cấp quan hệ đã khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với tầm nhìn của Nhật Bản về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do, cũng như nỗ lực của Nhật Bản để trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Không có điều nào trong những cái này là tin tốt cho Trung Quốc. Hình ảnh Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm 27 tháng 11. VOA dẫn lời ông Raymond Powell, chuyên gia về tranh chấp Biển Đông tại Trung tâm Đổi mới An ninh Quốc gia Guardian North thuộc Đại học Stanford, nói rằng một Việt Nam gắn kết nhiều hơn với các cường quốc sẽ khó bị cô lập và cưỡng ép hơn, mà đó là chiến thuật của Trung Quốc lâu nay hòng kiểm soát các nước láng giềng. Ông Powell cho rằng Nhật Bản sẵn sàng giúp Việt Nam cải thiện an ninh trên biển để ngăn chặn các lực lượng của Trung Quốc vốn ngày càng hung hăng trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông Powell lưu ý rằng với nguyên tắc 4-0, khó có khả năng Hà Nội sẽ bị kéo vào bất cứ quỹ đạo chống Trung Quốc công khai nào do Washington và Tokyo dẫn đầu. Giáo sư Alexander Vuving lưu ý rằng hai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội với Washington và Tokyo không nên được xem là nỗ lực có phối hợp với phương Tây để kéo Hà Nội ra khỏi Bắc Kinh, mà là sự suy tính cân nhắc của Hà Nội khi họ thấy rằng việc nghiêng về Trung Quốc và Nga không còn phục vụ tốt cho lợi ích quốc gia của họ nữa. Hà Nội đang ngày càng nhận ra rằng họ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn trong hệ thống kinh tế do Mỹ và Nhật Bản dẫn đầu, chứ không phải nằm trong hệ thống kinh tế do Trung Quốc dẫn đầu, ông Vuving nói. Đại sứ về hưu Nguyễn Quốc Cường thì khẳng định mối quan hệ Việt-Nhật chắc chắn không nhắm vào nước thứ ba. Hà Nội hiện đang có mối quan hệ rất tốt với Bắc Kinh và sẽ không hy sinh mối quan hệ này để xích lại gần hơn với Nhật hay Mỹ, ông Cường nói thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Việt Nhật nâng cấp quan hệ khiến Bắc Kinh lo ngại. Muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, cần cải cách thể chế mạnh mẽ theo hướng dân chủ. Ngày 4 tháng 12, AFA tiếng Việt có bài bình luận của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Bài viết có tựa đề "Nhích lại gần phương Tây hơn vì mục đích tăng trưởng". Theo tác giả, những năm gần đây, tăng trưởng GDP của Việt Nam trồi sụt có xu hướng giảm. Tại phiên toàn thể ngày 29 tháng 11 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các nghị quyết được ban hành về thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện và thực thi các chính sách cải cách thể chế. Trong khi đó, ông Chủ tịch nước công du Tokyo để nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện. Còn Thủ tướng Chính phủ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE để xúc tiến đầu tư. Hình ảnh, bài bình luận trên AFA. Tác giả phân tích, có tăng trưởng mới có thêm việc làm, mới có thêm thu nhập, mới nâng cao được mức sống ổn định xã hội. Hơn thế, có tăng trưởng mới có thể đảm bảo được tính chính danh của Đảng Cộng sản và chế độ. Những động thái ngoại giao nhích lại gần phương Tây hơn của giới lãnh đạo, nhằm mục đích kinh tế, trước hết là cứu tăng trưởng, thay vì cải cách đột phá. Nhưng để cứu tăng trưởng, theo nghĩa tăng trưởng bền vững, thì mở cửa phải gắn liền với cải cách thị trường, nhất quán trong một chính sách. Nếu chỉ mở cửa về mặt kinh tế thôi, sẽ là không biện chứng, thị trường đòi hỏi phải cải cách thể chế, cả kinh tế và chính trị phù hợp. Từ sau khi đại hội lần thứ 13 năm 2021, xu hướng mở cửa năng nổ hơn, với những cuộc đón tiếp lãnh đạo nước ngoài tới thăm dồn dập và tần suất cao, những chuyến công du tới các nước có chế độ chính trị khác nhau. Tuy nhiên, tác giả cho hay, một chính sách mở cửa năng nổ đang bị thách thức. Sự cân bằng bị phá vỡ khiến giới lãnh đạo lo lắng trước những cơn gió ngược từ kinh tế thế giới suy giảm, sự chia rẽ giữa các cường quốc, các cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, Hamas-Israel, sự căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh có thể chế mang tính ý thức hệ. Tất cả khiến cho thị trường rối loạn, cầu giảm và đứt gãy chuỗi cung ứng. Tác giả cho rằng sự ổn định chính trị là điều cần thiết cho môi trường đầu tư. Nhưng nếu nó được duy trì bởi sự sợ hãi, thiếu công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình từ phía chính quyền và trì hoãn các quyền công dân được quy định trong hiến pháp, thì sự tăng trưởng kinh tế không thể bền vững. Hình ảnh Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng bên trái và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo hôm 27 tháng 11. Tác giả nhận xét, các tập đoàn xuyên quốc gia, các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài có tính độc lập tương đối với chính phủ trong quyết định đầu tư kinh doanh. Họ nhạy bén với môi trường thể chế và có tầm nhìn toàn cầu. Sự trỗi dậy hung hăng và phi dân chủ của Trung Quốc là một trong những hệ quả của sự dịch chuyển vốn FDI ra khỏi Trung Quốc. Nhưng Việt Nam chỉ là một trong nhiều lựa chọn điểm đến. Những vấn đề về thể chế đã khiến tập đoàn Intel không tiếp tục mở rộng đầu tư và tập đoàn Allstate dừng toàn bộ kế hoạch điện gió ngoài khơi Việt Nam. Đồng thời, Bộ Thương mại Hoa Kỳ khó công nhận nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường. Về nội bộ thể chế, những vấn đề về lao động chỉ là hình thức vì thiếu vắng công đoàn độc lập. Tác giả đề cập đến phát biểu của Tổng Bí thư, nhấn mạnh rằng Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội do Đảng lãnh đạo. Tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, Như vậy, các quyền hiến định về thành lập các hội đoàn biểu đạt bị trì hoãn thực thi, các nguyên tắc thị trường bị phá vỡ. Tác giả bình luận, nhất là gần phương Tây hơn mới chỉ là điều kiện cần để cứu, còn muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, cần phải cải cách thể chế mạnh mẽ, đột phá. Những vấn đề được trình bày ở trên cho thấy cải cách tăng trưởng còn nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Muốn tăng trưởng kinh tế bền vững, cần cải cách thể chế mạnh mẽ theo hướng dân chủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.